Thì ngày hôm nay thì phòng thu có mặt của nhà sản xuất kim đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và bên cạnh là ba đạo diễn, ba câu chuyện trong cái bộ phim đó. Thì chắc là nhờ Nhật Linh sẽ giới thiệu về các thành viên trong ekip bộ phim này ha. Cảm ơn Kim Thanh và cảm ơn thính giả của chương trình. Đang ngồi kế bên tôi đây là ba đạo diễn, là đạo diễn thứ nhất là Michael Thái. Chắc mình lên tiếng luôn rồi ta Hello, nhìn xin chào mọi người, tôi là Michael Thái. Kế bên đó là Tùng Xin chào mọi người. chắc Tùng Leo khỏi giới thiệu mọi người quá quen Và rồi. người cuối cùng là Huỳnh Anh Duy. Dạ, em xin chào mọi người. Thì bộ phim này có một cái đề tài mà Kim Thanh thấy là ngay từ những cái phần như là teaser là đã được bàn tán rồi, tới khi trailer ra thì cũng bàn tán rất là nhiều. Mình cũng xem TikTok, mình thấy là comment đầy ý là wow, phim này bạo ha, chơi dữ nha. Ủa dám làm vậy hả? Có vẻ hay đó. Tức là một cái đề tài mà Kim Anh thấy là các bạn trẻ rất rất là tò mò. Thì không biết là đầu tiên nhờ Linh với các bạn chia sẻ là vì mình thấy là chưa có bộ phim nào làm thì bây giờ mình làm, hay là nó có một cái cơ duyên nào để dẫn đến cái tác phẩm lần này? Ok, để mình nói trước ha. Cái dự án này ban đầu vào những năm 2020-2021 á, là dịch nó ập đến, cho nên là mọi người bị nhốt ở nhà. Cho nên Và vì ở nhà thì mình nghĩ là bây giờ mình muốn, thì thật ra chính vì vậy mình có nhiều cái thời gian để bắt đầu mình xem coi là mình sẽ muốn làm cái gì trong cái giai đoạn kế tiếp. Thì vào cái thời điểm đó thì mình thấy rằng là nếu như mình làm một cái loạt, nhưng mà một cái series kể về những cái chuyện khó, gọi là những tình huống éo le trước khi mà các cặp đôi đến với cái chuyện đó thì nó sẽ như thế nào. Thì ban đầu cái ý tưởng ban đầu nó như vậy, cho nên nó đặt tên là Before Sex, là dịch tạm tiếng dịch từ tiếng Việt đó là trước giờ yêu, là vì vậy. Và sau đó thì sau 3 năm phát triển cái kịch bản này thì mình cũng có rất là đi lên rất là nhiều cái group của các bạn trẻ để xem coi cái quan điểm của các bạn về những cái vấn đề này như thế nào, lắng nghe các cái cuộc trò chuyện, đọc các cái tâm sự, và bắt đầu từ đó thì mới hình thành ra cái kịch bản của cái bộ phim này. Và sau đó thì khi mà mình quyết định là mình sẽ làm cái bộ phim này, thì cái phim này nó cũng có cái rất là đặc biệt, đó là nó gồm có rất là nhiều mẫu chuyện nhỏ ghép lại để tạo thành một cái tổng thể, một cái phim dài. Thì mình cũng muốn thử một cái cách sản xuất mới, một cách làm phim mới, đó là có ba đạo diễn cùng làm trong một cái bộ phim. Và bắt đầu mình nói chuyện với ba đạo diễn của mình. Thì ba câu chuyện trong Before Sex là của ba cặp đôi, thì không biết là cái đó là một cái ý tưởng tổng thể từ phía Linh đưa ra rồi mỗi người phát triển một cái câu chuyện riêng, hay là bản thân Linh đã phát triển luôn những câu chuyện đó rồi đặt hàng các bạn, hay đó là những câu chuyện của các bạn rồi các bạn đưa cho Linh và mình mix lại với nhau? Thật ra mình có một cái ý tưởng tổng thể câu chuyện, nhưng mà mỗi cái câu chuyện nhỏ thì mình cũng chỉ có một cái gọi là một cái dòng tiền đề thôi, một cái ý thôi. Rồi còn khai triển ra như thế nào thì mỗi cái đạo diễn có một cái cách để mà khai triển ra. Có lẽ chỉ có trừ Michael Thái. Michael thì ra xuất thân là biên kịch, nhưng mà trong cái dự án lần này thì Michael đóng vai trò đạo diễn, thì riêng cái kịch bản của Michael thì là đã được viết sẵn hết rồi. Còn hai cái kịch bản còn lại thì là Duy với Tùng đã dựa trên một cái ý tưởng ban đầu để mà phát triển ra. Vậy là chắc đầu tiên thì mình sẽ tính từ bên đây qua đi, Thái trước đi. Thì cái câu chuyện, cái tuyến của mình là như thế nào, chắc mình cũng có thể chia sẻ chi tiết luôn đi để thính giả biết là cái câu chuyện đó như thế nào khi người ta xem phim. Đó là một mối tình như thế nào, giữa nhân vật nào với nhân vật nào, và tại sao mình lại quyết định làm một cái câu chuyện như vậy? Thì lúc đầu mình nhận được cái kịch bản này từ từ anh Linh, thì mình đọc mình cũng thấy nó rất là dễ thương. Nó kể về một cái trai tân, rồi một cô gái mà bị tất tình, nó bị 4 năm nó tình yêu không tốt, nên nó quyết định một đêm đi qua đường với một con trai nào đó để nó vượt qua cái nỗi đau.
Nên khi mà mình đọc cái kịch bản này mình thấy mình rất là thích, thì mình nói với anh Linh thì ok, nếu mà mình có cơ hội làm đạo diễn cho cái phim này thì mình sẽ chấp nhận. Tức là một bạn nữ thất tình là cũng đã tình trường cũng nhiều rồi. Và một bạn thì chưa biết tình trường là gì. Đúng rồi, đúng rồi. Thông thường là cái vị trí người ta nói là tình trường phải là các anh chứ hả? Còn các cô thì giống như là lại là Kim Thanh thấy nó hơi đối nghịch với thực tế đó. So với cái quan điểm của người ta đó. Thì có thể để mình nhờ dịch Linh dịch qua một chút xíu, tại vì cái điểm mà mình thích nhất ở trong cái kịch bản này là mình rất là thích cái dù mà một cô gái bị hơi cynical là nó không tin vào tình yêu nữa, mà nó bước qua một cái câu chuyện mà nó cuối cùng cũng đưa tình yêu một cái cơ hội. Là mình rất là thích cái thông điệp đó, mình thấy nó thú vị, rồi mình cũng muốn chia sẻ cái thông điệp đó với khán giả. Vâng, và tới câu chuyện của Tùng Leo. Tùng thì khi mà anh Linh liên lạc với Tùng á, thì anh Linh có cho Tùng biết về một câu chuyện liên quan tới hai bạn đang ở trong thời kỳ tìm hiểu nhau, và hai bạn này có hẹn với nhau hôm đó là để giải quyết nhau. Trời, thực dụng quá. Nhưng mà nó sẽ có nhiều tình huống hài hước. Hai bạn quyết định là sẽ có một cái đêm lên một cái kế hoạch, có một cái đêm vui chơi, đi ăn, đi uống, đi nhậu nhẹt vân vân, và sau đó điểm hẹn cuối cùng là sẽ đến với một cái đêm lãng mạn với nhau. Tuy nhiên là nó sẽ có nhiều tai nạn diễn ra và nó không được như ý. Thì đó là cái ý tưởng ban đầu mà Linh đưa cho Tùng, và Tùng triển khai nó. Sao cùng? Rồi bây giờ mỗi chuyện sao cùng bạn Duy. Duy. Thấy trầm tính ha. Dạ, câu chuyện của em thì cái đề bài đầu tiên mà em nhận được từ anh Linh đó là một cái cặp đôi, thì cặp đôi này thì đã quen nhau lâu rồi, là không có giống như hai cái cặp đôi của hai cái phim kia. Thì hai bạn này đang có một cái dự định là đêm đó sẽ là một cái đêm rất là mặn nồng với nhau, thì lại có một cái chướng ngại vật ở trong cái nhà, đó là cái người bạn cùng phòng của cái người bạn trai thì hôm đó lý ra phải đi ra ngoài, nhưng mà hôm nay lại tự nhiên xuất hiện đột ngột ở nhà, tại vì anh ta mới có một cái chuyện buồn, đó là anh ta mới chia tay bạn gái đó. Thì cái câu chuyện nó chỉ xoay quanh một đêm đó thôi, là bạn nam nhân vật chính phải xử lý cái tình huống là bạn gái mình đang ở đây và đợi mình để tiếp tục cái đêm mặn nồng, nhưng mà đồng thời thì bạn nam phải làm sao để giải quyết cái người bạn thân kia một cách là nó ổn thỏa trước mắt của người bạn gái của mình. Thì khi mà xem cái bộ phim này á, thì Kim Thanh thấy là những cái câu chuyện, những cái vấn đề đó thì nó cũng không phải là xa lạ gì trong đời sống. Nhưng mà không biết là mình có phải là một người gọi là hơi lạc hậu hay không, tại vì mình thế hệ khác mà mình không biết là các bạn trẻ bây giờ như thế nào. Cho nên là xem xong là Kim Thanh có hơi thắc mắc là về số đông của các bạn trẻ Việt Nam khi mà tiếp cận bộ phim này á, có cảm thấy là các tình huống trong bộ phim này đưa ra nó chỉ tập trung vào giới trẻ mà nó hơi thành thị hoặc là nó tân tiến gì không, chứ không phải là cái mẫu số chung của các bạn trẻ hay không? Tại vì cảm thấy nó mình dùng cái từ tạm gọi là nó tây hơn so với cái mà người ta nhìn nhận về các bạn ở cái tuổi đó ở Việt Nam. Người ta còn thường cảm thấy là các bạn trẻ nó cũng chưa có theo kịp đến như vậy, chưa có hiện đại đến như vậy, cũng có những cái chuyện tình rồi này kia, nhưng mà nó không thể nào mà nó quá sức như thế đó. Thì không biết là ý của mình như thế nào. Cái này chắc mình nghĩ là đợi khi nào phim ra rồi Kim Thanh đi hỏi khán giả thì chứ giờ làm sao mình thay mặt cho khán giả mình trả lời được. Nhưng mà khi mà mình cũng phải có nghiên cứu thôi, cái này cái kia. Đương nhiên là cái dự án này thì khi mà làm thì mình cũng đã, như hồi nãy mình có nói đó, là mình cũng đã đi nghiên cứu, mình đi lên xem trên rất là nhiều cái group của các cái bạn trẻ ở trên Facebook, và có những cái đề tài và các bạn nói về cái chuyện này một cách rất là tự nhiên, thoải mái, và ở rất là nhiều lứa tuổi khác nhau. Rồi nhất các cái group mà kiểu Gen Z, các bạn nói chuyện còn bạo hơn cái này 100 lần.
Nhưng mà lúc đó sao bàn phím nó khác nha. À thì đúng rồi. Thì nhưng mà điều đó có nghĩa rằng là nếu như mà sau bàn phím mà nó khác thì nó cho thấy rằng là thật ra mọi người có nhu cầu nói. Mọi người thật ra ai cũng có cái nhu cầu đó cả, chỉ là có ngại ngại nói ra không, tức là mình có cái câu gì nghiện nhưng mà ngại đó. thì cái bộ phim này rồi trong chừng mực nào đó thì nó cũng giúp cho các bạn có thể mọi người có thể nhìn thấy được một cái góc nhìn khác. Thì muốn hỏi Michael Thái là với cái tuyến đầu tiên của mình đó thì một trai tân ở tuổi đó tin được không nhở, và còn rất là không biết những cái khái niệm như thế nào để mua gọi là áo mưa này áo mưa kia, tức là mình cảm thấy là cậu bé này rất rất là ngây ngô luôn á. Mà trong khi thì cái tuổi đời cũng không phải nhỏ gì. Thì mình cũng có cái câu trả lời cho nhân viên thì là mình cảm giác giống như mỗi người có cái kỷ niệm khác của họ, cái cuộc sống riêng của họ, họ cũng có cái góc nhìn riêng về sex. Có những cái người họ rất là quý cái lần đầu tiên, đợi coi như là mình hồi nhỏ ba mẹ nói đợi khi mà mình cưới xong mình mới làm lần đầu tiên. Thì cũng có những con trai như vậy trong đời nên mình mới chấp nhận cái kịch bản này. Mình nói ok, mình nói với diễn viên Tùng thì nói cứ suy nghĩ là mình là một cái người mà mình tập trung vào học rồi mình chưa bao giờ có đủ thời gian để có bạn gái, rồi tới giờ mình cũng xong đại học chưa có bạn gái lần đầu tiên rồi, nhưng mà mình vẫn muốn có một lần đầu tiên nó đặc biệt, đâu phải là mình chỉ muốn chơi thôi. Nên ok, thì bạn này khoảng 24-25 tuổi cũng có thể có những cái con trai như vậy. Nên mình nói mình chia sẻ với diễn viên kiểu đó thôi. Nhưng mà Thái có thấy ai bên ngoài xung quanh mình vậy không? Có nhiều mà. Nhiều. Thái hả? Hồi đại học là mình lớn như vậy đúng không? Chính xác là như vậy. 21 tuổi, 22 tuổi nó không có vấn đề gì. Em cũng khẳng định là có nhiều những cái bạn nam như vậy. Ví dụ như trong em nghĩ là khoảng trong 4 người sẽ có 2 người như vậy. Rồi người này mình cũng không muốn đánh giá cho những cái đàn ông là như vậy. Mình không có nói cái này là xấu hoặc là cái này là chưa có kỷ niệm gì hết, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ là cái này cũng đặc biệt cho đàn ông mà. Đàn ông cũng quý cái này mà, đâu phải là chỉ có phụ nữ nhưng mình thấy rõ ràng là hồi nãy Kim Thanh cũng kêu là tại sao mấy nhân vật trong này bạo quá, tức là bạo quá thì cũng không kêu là làm gì có, mà người ta đàng hoàng giữ gìn thì cũng kêu làm gì có. Vì thì không, tại vì thường á người ta suy nghĩ về phía nam nó khác, còn trong phim này là nữ nam gì nó cũng nhưng mà đó là cho nên mình mới gọi đó là cái mọi người có những cái khuôn mẫu định kiến về giới. Và phim này thật ra mình rất là muốn phá vỡ những định kiến khuôn mẫu về giới. Đàn ông cũng có thể biết giữ gìn và phụ nữ cũng có thể được tự quyền tự do lựa chọn cái điều mà mình muốn làm. Rồi khi mà mình cast Tùng mình cũng có cái cảm giác giống như Tùng vẫn charming đẹp trai, rồi cũng có duyên riêng của Tùng, nhưng mà đâu phải là một cái trai tân không có cái đó đúng không? Họ cũng có thể rất là tự hào hoặc là có confidence, tự tin vào mình. Tự tin thì mình cũng thích cái điều đó, là kiểu giống như mình làm ngược lại với cũng có trai tân, họ rất là đẹp trai, charming, rồi không phải là họ không có làm được, nhưng mà họ muốn kiếm cái một người mà họ rất xứng là đáng, thích, xứng đáng, đúng không? Đúng rồi. Tức là Linh với lại cái này là từ ý tưởng của Linh phải không? Linh có nhìn vào ai hay là bản thân mình để viết lên kịch bản này không? Thật ra kịch bản này là của một bạn, cái tập của Michael viết là của một bạn nữ viết. Đúng rồi, một bạn tên là Đàn Hải Vân. Thật là Vân, đây là góc nhìn của, đúng nghĩa là góc nhìn của phụ nữ. Đây là một fantasy của nữ giới khi mà viết về cái câu chuyện này. Là Vân nhìn vào Linh lấy hình tượng hay là sao? Cái đó thì mình tại hôm nay mình không mời Vân. Thật ra Kim Thanh có thể gọi điện hỏi Vân. Còn Tùng nè, Tùng là làm trong showbiz cho nên là có vẻ cái mẫu chuyện của mình nó bạo liệt giống vậy đúng không? Tức là Tùng chứng kiến cái kiểu đó nó giống như thường ngày rồi. Mình gặp những con người như vậy mình thấy nó quen, thành ra mình đưa lên kiểu vậy hay là như thế nào? Dạ thì đúng là em sống trong cái cuộc sống như vậy từ nhỏ tới lớn. Nghĩa là từ khi đi học, môi trường học của em là trường kiến trúc, nó cũng đã rất là cởi mở rồi. Rồi sau đó khi em đi học nước ngoài nó càng cởi mở hơn.
Rồi khi mà em bắt đầu bước vào cái giai đoạn làm về truyền hình thì em làm ở một môi trường của quốc tế, nó cũng rất là cởi mở. Thành ra là em đã quen như vậy rồi, em cảm thấy nó như là cuộc sống. Và khi mà anh Linh ảnh giao cho em cái đề bài á, thì cái việc đầu tiên không phải là em ngồi viết liền, mà cái việc đầu tiên là em đi tìm những cái bạn trẻ để em nói chuyện. Em không tự tin rằng là mình có thể hiểu các bạn kỹ, cho nên là em đi tìm những cái bạn Gen Z em ngồi nói chuyện. Và em, khi em ngồi em nói chuyện thì em thấy là gần như là mẫu số chung đều như vậy hết. Họ gặp nhau gần như là ở trong hai nhân vật của em á, là tụ lại hết tất cả những điểm chung của các nhân vật em đã gặp. Và họ kể cho nhau. Cho nên là em có cảm ơn họ trong trong credit của bộ phim, bởi vì đó là câu chuyện có thật hết. Và em tâm đắc cái câu chuyện đến mức độ là thật ra nó không mất thời gian để viết. Bởi vì mình chỉ dựa trên những cái điều có thật của mình, của bạn bè mình mà ra thôi. Và nó rất là tự nhiên. Cho nên là với em á, cái này nó đúng, chị nói rất là đúng. Đây là giới trẻ thành thị. Những cái bạn sống ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, có công việc, có thu nhập, có cái sự hiểu biết về bản thân và có chính kiến, có cái sự tự do trong yêu đương. Thì đó là cái cặp đôi của em, hoàn toàn khác với cặp đôi mà Mike tạo ra. Michael tạo ra một cái bạn trai rất là tự hào vì mình còn tân. Nhưng mà cái bạn trai mà em tạo ra là một người rất là tự hào bởi vì mình chơi nhiều. Hai bạn nó hoàn toàn khác nhau nhưng mà rất nhiều xung quanh chúng ta. Hai bạn nữ này cũng vậy, bạn nữ bên này có thể thất tình và không còn tin vào tình yêu. Nhưng mà bạn nữ bên em là một bạn nữ rất tin vào cái tình yêu của mình nhưng mà lại luôn luôn do dự và luôn luôn nắng mưa thất thường với cái quyết định của mình. Thì nó cũng rất là đời thường. Thật ra là em nghĩ rằng là khi mình xem phim mình sẽ thấy là nó không có cái gì gọi là quá bạo so với cuộc đời hết, mà nó diễn ra hàng ngày ở mọi nơi. Nhưng mà chị đang nói cái cảm nhận cá nhân thôi nha. Yeah. Trong ba cái mẫu chuyện ấy, chị cảm nhận cái mẫu chuyện của Tùng á, hai bạn đó có hơi vẻ mình đóng mẫu hoàng kép xíu là hơi công nghiệp không? Công nghiệp là sao ạ? Tức là mình cảm thấy là nó giống như một cái quy trình á. Nó là giống như là một cái thói quen, một cái gì đó, nó hơn là nó là một cái sự rung động á, kiểu cảm giác vậy đó. À, em lấy đúng từ trong cái cách yêu của các bạn trẻ, có nghĩa là các bạn ấy sẽ cho phép mình không rung động trước, mà sẽ tìm hiểu nhau trước, thậm chí là tìm hiểu nhau đến tận cùng trước, sau đó mới cho cái trái tim mình nó rung động sau. Nhưng câu chuyện em kể nó sẽ cho mọi người thấy cái thật sự của các bạn trẻ như thế nào. Thật ra họ hiểu lầm họ thôi. Còn với câu chuyện của Duy á, thì mình cảm thấy là trong ba mẫu chuyện ha, thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mà đời thường nhất á, tức là cái tình huống mình thấy là từ trưa xưa giờ ở trong phim ảnh hay những cái tác phẩm mà mình gặp á, thì cái đó là popular nhất đó. Và đó là lý do mà mình thích làm cái mẫu đó hay là như thế nào? Thật ra thì em, tại vì em cũng không có được nhiều những cái trải nghiệm mà nó siêu thường giống như là anh Tùng với anh Mai. Siêu thường. Dạ, trước giờ thì những cái mối quan hệ của em thì nó cũng rất là bình thường. Cho nên là cái câu chuyện mà em kể thì nó cũng là cái góc nhìn của em dựa trên những cái mối quan hệ bình thường đó mà xung quanh em nhìn thấy và cái kinh nghiệm của bản thân thôi. Duy nói câu đó hay á, khai thác tiếp. Là vì Duy thấy là mình chưa có đủ trải nghiệm và chưa có am tường, đúng không? Dạ. Nhưng mà cái bộ phim này á, nó là B4S, từ chữ sex. Ở trong đó là mỗi câu chuyện đều có chữ sex ở trong đó. Thế thì làm sao mà em làm mấy cảnh đó được? Em quay rồi cái này cái kia rồi sao? Em không biết rồi sao mà em hướng dẫn thị phạm rồi này nọ? Dạ, thật sự thì đó cũng là một cái khâu mà cũng rất là khó khăn trong cái quá trình thực hiện cái phim cho cả em ở vai trò đạo diễn và hai bạn diễn nữa. Đó. Thì em chỉ đạo như thế bạn... nào mà nhiều khi em mắc cỡ trước diễn viên không? Chị thấy Việt Hưng với lại bạn Khánh Vân. Bạn Khánh Vân là hai bạn đó nhiều khi là chuyên nghiệp hơn em phần đó đó. Nếu mà theo những gì em nói là em chưa trải nghiệm. Là hai bạn cũng rất là cố gắng, thì em cũng chỉ đưa ra một cái direction về cái tình tiết thôi. Tức là hai nhân vật đấy là lúc đấy là rất là mặn nồng. Còn mặn nồng như thế nào thì em phải nhờ hai bạn tự... tự phát triển tiếp. Dạ, thì lúc quay nó cũng lạ lắm. Đó là chỉ có hai bạn diễn viên thì
cắm đầu cắm cổ, còn mình thì ngồi căng mắt ra mà nhìn. Là có nghĩa là diễn viên là tự xử lúc đó, còn đạo diễn là không biết chỉ đạo luôn hả? Riêng đoạn đó hả? Dạ. Nên là chỗ đó là em rất là biết ơn hai bạn diễn viên. Hai bạn thật sự đã rất là cống hiến. Linh có biết điều này không? Cũng biết chứ. Thật ra là lúc mà làm gọi là tiền kỳ chuẩn bị á, là mình còn nói Duy là phải phải hơn như vậy nữa. Xong Duy kêu thôi chuyện đó thôi anh ơi. Vậy thì ý là thì cũng nghe Duy nói thôi chứ nhiều khi người ta nói vậy nhưng mà trong lòng người ta hoặc thực tế người ta mình đâu có biết được không. Nhưng mà mình nghe theo những gì mà Duy nói là giống như là Duy không có kinh nghiệm, không có trải nghiệm gì ấy, sao mà mình đủ cái sự tin tưởng á để mình giao cho một cái bộ phim mà nó thiên về cái chuyện đó. Không, thật ra cái phim này nó không có phải là phim về sex. Cái tựa phim mình tên là Before Sex, tức là trước, chứ mình không có phải phim là During Sex. không có phải phim về trong lúc đó. Đây là chuyện trước. Và mình chọn các đạo diễn là bởi vì thứ nhất là các bạn là mình tin tưởng về cái khả năng làm đạo diễn, làm nghề. Và thứ hai là cái quan trọng hơn của cái bộ phim này thực ra là cái yêu, cái tình yêu. Cái một cái câu mình nói là câu chủ đề của bộ phim này á, đó là trước khi đến với tình dục á thì nó phải có tình yêu, sự tin tưởng và sự cảm thông. Thì mình đòi hỏi cái người biên kịch và cái người đạo diễn, người ta phải hiểu được cái điều đó, người ta phải tin vào tình yêu, người ta phải tin vào cái sự tin tưởng và tin vào cái sự cảm thông. Thì mình thấy là cả ba đạo diễn này họ mỗi người có một cái quan điểm khác nhau về điều đó, cho nên nó mới tạo ra sự phong phú. Chứ còn nếu như mà ba người mà giống nhau thì thôi, thật ra mình chỉ cần chọn một người thôi, mình không cần phải chọn ba người. Nhưng mà mình muốn có ba cái đạo diễn, có ba cái quan điểm và ba cái cách nhìn nhận và xử lý khác nhau để tạo nên cái sự phong phú đa dạng. Thế Tùng á, Tùng chỉ đạo phần đó làm sao? Dạ. Phần đó hấp dẫn nha, cái cặp đó nhiều cái hấp dẫn lắm. Thiệt ra là em rất khoái làm phần đó. Em nói với anh Linh là em rất là mê làm cái phần đó, và thậm chí em nói Linh là nếu mà có làm tiếp, em mơ ước là phim này thắng để anh Linh làm tiếp phần 2 á, để em được xin làm tiếp, tại em rất là mê làm cái cảnh đó, vì đối với em á nó rất là đẹp. Em mê điện ảnh bắt đầu cũng vì em coi mấy cái đó, vì nó rất là đẹp. Và em mơ ước là em sau này khi em được làm đạo diễn, em sẽ chỉ đạo được những cảnh đẹp như vậy. Thành ra là các bạn diễn viên á, là đã được làm công tác tư tưởng rất là kỹ. Tụi em đi chơi với nhau rất là nhiều, đi ăn, đi nhậu rồi gặp gỡ nhau, được làm công việc về tinh thần rất là kỹ. Và sau đó thì các bạn về nhà em, xong rồi các bạn tập với nhau, các bạn làm công tác tư tưởng với nhau, cho nên khi mà ra set nó rất là nhanh. Và em đòi hỏi là phải làm cho đúng nhất có thể thì em mới dừng, còn không thì thôi. Cho nên là các bạn mới đồng ý với nhau là ngay từ phát đầu tiên là phải làm bạo nhất có thể để cho nó không bị lặp đi lặp lại. Và rất là may là cả hai bạn diễn viên đều là hai bạn rất nghiêm túc trong công việc. Nên là khi mà các bạn từ khâu tập luyện đến sau này các bạn tự tập riêng với nhau cũng rất nhiều. Là hai bạn ngoài những cái giờ workshop chung, rồi qua nhà em, rồi các bạn tự tập, các bạn gọi điện thoại cho nhau để mà tạo ra những cái cơ hội thân thiết với nhau. Thì em thấy là nó rất là thú vị. Rồi em đưa một số cái ví dụ cho các bạn xem, đưa phim cho các bạn xem để các bạn biết là nên như thế nào. Nhưng mà như trước khi vô phòng thu á, chị có hỏi Tùng với cái cảnh Tô Kinh Lâm cảnh cuối mình quay thì sao? Thật ra là em có nói trước với Tô Kinh Lâm là tất cả những gì trong phim á, là đầu tiên nói với Tô Kinh Lâm á, là nếu như mà em làm diễn viên mà em ngại á, thì tốt nhất là em đừng đi làm diễn viên. Nhưng mà nhiều khi Lâm không ngại mà Xuân Vũ ngại. Nhưng mà Xuân Vũ ngại thì nó mới ra nhân vật. Tại vì thật ra là nếu mà chị xem, nếu mà chị xem phim, chị sẽ thấy cái gương mặt của Xu ngại dễ thương lắm. Nó đúng là phải ngại chứ, tại vì đó là lần đầu họ thấy mà. Dễ thương lắm. Rất là đáng yêu chị ơi. Tức là hy sinh 100% luôn. Dạ. Wow. Em nói chị nghe là em nói cắn cái chỗ đó là phải cắn đúng, để cái tiếng rên nó phải đúng. Và đến mức độ là cái bạn làm âm thanh sau này bạn không thể sử dụng cái âm thanh đắp tiếng được, bởi vì cái tiếng lúc đó nó quá hay đi. Hay lắm chị ơi.
Mà cái điều thú vị nhất nói không phải là Tô Kim Lâm ngại, Jun Vũ ngại, mà người ngại ở đây có vẻ là Kim Thanh đó. Không, em nói này là cái này vui nè, có nghĩa là mọi người nó đùa với nhau á. Không, khán giả thì có thấy được gì đâu, tại vì cái góc quay nó che rồi mà. Nhưng mà cái này vui nè, mọi người cứ nghĩ rằng là hôm đó là Lâm nó ngại, nhưng thật ra cuối cùng là đoàn phim ngại, tại vì Lâm đó đã quen rồi, thế là nó cứ tầm ngầm, nó cứ đi qua đi lại khắp mọi nơi vậy đó, xong rồi đoàn phim ngại quá trời ngại. Ủa vậy luôn. Giờ mình có canh xem Behind the Scene không? Tại vì tại vì á, Thanh không biết là cái cảnh đó quay như thế nào, nhưng mà sau khi mình xem Oscar mình không biết là có làm giống như Oscar hay không, hồi đó mình chưa nghĩ ra cái đó. Thì cũng phải bảo vệ xíu chứ hả. Rồi còn với bên Thái nè. Thì cái phần đó mình làm việc sao? Làm việc cái phần là cái phần hai bạn hot nó hôn nhau rồi cởi áo này kia đúng không? Thì số một là mình thấy trong phòng casting là hai bạn đó đã có chemistry rồi. Là đó là một cái lý do rất là lớn là để mình chọn hai bạn đó, đó cho mình nhớ là lần đầu tiên Kazakh diễn viên nữ vô casting, Kazakh đã quen với Tùng rồi. Tùng, ca sĩ Tùng, thì Kazakh nói em thấy Tùng đang ngồi ở bên ngoài đợi, để em test với Tùng được không? Rồi sau khi hai bạn đó tập cái cảnh ở bên ngoài, rồi sau khi vô là hai bạn đó hôn nhau luôn. Rồi hôn trong phòng casting ngay lập tức luôn, trước mặt mình. Thì mình cũng cảm thấy hai bạn này không có một cái ngại gì đâu, rồi chắc hai bạn cũng quen nhau từ MV trước, thì em cũng thấy ok, nếu mà hai bạn này mình làm việc thoải mái, mình tạo ra cái sự thoải mái trên set. Cũng giống như Tùng, mình đi chơi, mình đi qua nhà, mình nói chuyện giống như trở thành bạn thôi. Rồi sau khi mình lên set thì mình cứ làm thoải mái thôi, không có gì không. Thật là cái cảnh đó là không có khó bằng những cái cảnh khác có nhiều thoại hoặc là hài. Thật ra cảnh đó không có khó bằng mấy cảnh khác. Nếu mà mình vượt qua cái chuyện chemistry, hôn nhau thì nó đơn giản. Mà thật ra là ba đạo diễn này á, gọi là còn có thể chỉ đạo cho mấy cái cặp diễn viên của mình hôn nhau, chứ như Linh là cái cặp diễn viên, cái nhân vật của mình á là không có chịu hôn nhau. Là cặp nào? Cặp Ngô Kiến Huy và Hoàng Yến Chi Bi. Cặp đầu hả? Tính ra là thì tại vì mình chỉ thấy vậy thôi, mình nghĩ là ý đồ vậy, nhưng mà lúc đầu là mình muốn nhiều hơn hả? Không, nhưng mà lúc mình đi quay thì mình cũng nói hôn, hai người sẽ hôn nhau đó nha. Xong rồi hai đứa nó cười rú lên thôi, và không thể nào nghiêm túc được. Nói chung là Huy với Chi Bi. Xong mình nghĩ may quá mình không có viết cảnh hai người này hôn nhau thiệt đó, chứ mình mà bắt hai người này hôn nhau thì chắc cũng phiền lắm á. Tức là ở bên ngoài thân quá hay là như thế? Đúng rồi, kiểu thân với nhau á, xong rồi nó cứ đùa giỡn vậy đó. Thì mình lấy quyền lực đạo diễn, người ta nhập tâm chuyên nghiệp muốn hôn thì hôn thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cái đó để dành cho khán giả xem, để coi cuối cùng là hai người đó có hôn nhau hay không. Giống như Linh nói lúc nãy á, là cái bộ phim này là before sex. Tức là trước giờ yêu. Yêu nhây nhảy. Thì trước giờ yêu có nghĩa là cái bộ phim này thật sự nó không có nóng như là những gì mà hôm nay mình truyền thông đúng không? Nó là có đánh lừa không, mà có thật sự là nó chỉ before xong rồi nó ngưng hết không? Thì cái đó để khán giả đi xem đi rồi mọi người sẽ biết. Ủa, mình phải nói chứ, mình phải nói sơ cho người ta hiểu chứ. Không, còn bây giờ ví dụ để cho người ta tò mò chứ. Nói là hiểu, đúng là nghĩa đen, before sex là nó không có gì hết trơn á. Thì mọi người, tại vì mỗi người có một cái kiểu quan hệ khác nhau mà, đúng không? Mình bây giờ Kim Thanh định nghĩa sex là nó bắt đầu từ cái khúc nào? Rồi mình sẽ trả lời. Cái này phải hỏi ba đạo diễn, ba đạo diễn ba câu chuyện đó là nó bắt đầu từ khúc nào. Chứ làm sao mình biết được câu chuyện của ba đạo diễn mà. Không thì khán giả muốn biết là nó đến khúc nào thì khán giả phải đi xem phim để mình có thể biết được. Thì hồi nãy thì có nghe Thái kể chuyện về hai bạn, là tức là hai bạn có đi casting đúng không? Đúng rồi. Là mình cũng trong rất là nhiều bạn mình thấy hai bạn chemistry với nhau là mình tự chọn luôn. Chính xác. Thì bạn nữ mình thấy cũng mới, bạn Tùng, thật ra là Kim Thanh cũng nhờ cái phim này mới biết Tùng.
Thì nghe nói là Tùng sáng tác nhạc phim, hát luôn, thì cậu bé đó cũng có tiềm năng á. Còn cái cặp của Tô Kinh Lâm với Xuân Vũ là vì sao lại hai người đó vậy Tùng? Dạ, mà thực ra thì em biết đến hai bạn này từ lâu rồi, trong công việc hát. Thì Tô Kinh Lâm mà được giới thiệu vào một cái phim khác của em, nhưng mà lúc đó thì em không chọn bạn. Nhưng mà tự nhiên khi mình đặt tay xuống mình viết cho thì tự nhiên cái hình ảnh của bạn nó hiện lên. Tại vì nó rất là giống cái hình dung của em về một cái chàng trai kiểu sát gái, nhìn rất là kiểu hấp dẫn giới với con gái. Và đặc biệt là ở trong phim này thì bạn này bạn hấp dẫn giới với tất cả mọi giới luôn, chứ không phải là con gái không. Thành ra là nó phù hợp với hình ảnh của Tô Kinh Lâm. Thì em có nói với anh Linh là em muốn mời bạn cast, thì bạn cũng đi cast rất là nghiêm túc. Bạn nào cũng phải lên thử vai hết á. Jun Vũ thì cũng là mời lên cast bình thường như bao nhiêu người khác. Và có một cái niềm vui là thật ra là phim này có ba đạo diễn, cho nên là việc chọn diễn viên là cũng có dành nhau. Ví dụ như Jun Vũ là lúc đầu là em với Duy dành nhau. Đúng rồi, tức là tất cả các diễn viên họ đều lên họ thử vai hết. Xong rồi các đạo diễn thích ai thì chọn, thì bị trùng nhau thì là dành nhau thôi. Nhưng mà ý là tất cả các bạn diễn viên khi mà dĩ nhiên khi mà biết cái tác phẩm này á, nó có cái tựa như vậy á, thì chắc chắn là cái sự dấn thân của họ nó cũng phải ít nhất ở một cái mức như thế nào, đúng không? Thì họ mình lúc mà vô là mình cũng nói với họ là cái phim này nó sẽ có những cái cảnh nó sẽ đến mức độ như thế nào. Mình rất là thẳng thắn, mình không có kiểu lừa vô xong đến ngày đi quay thì mình mới nói. Cho nên là các bạn ý thức hết tất cả những cái việc đó, và các bạn cũng hiểu và các bạn cũng tin các cái đạo diễn. Đây không phải là một cái phim bậy bạ, đây rõ ràng là một cái phim bậy bạ. Mà Jun Vũ không có phản ứng gì hết hả, hoặc là dạ không, cái Vũ chemistry không có. Mà Jun Vũ có phản ứng à. Đó là Jun Vũ đi đêm với đạo diễn viết, nghe nói nhắn tin riêng đúng không, kêu là anh ơi hỏi trước là cái nhân vật như thế nào để chuẩn bị tốt hơn để mà lên để mà diễn cho. Ý là Jun Vũ rất chuyên nghiệp, em thật ra em cảm thấy là bạn rất chuyên nghiệp, thậm chí là bạn rất là chủ động trong cái buổi casting. Bạn sợ bạn trai làm không được á, mấy cái bạn casting chung làm không được, bạn đến bạn nói chuyện trước, bạn dành nửa tiếng đồng hồ để bạn nói chuyện với cái bạn diễn chung. Vì bạn nói vậy nè, cái vai của bạn á mà cái người kia mà không làm tốt á, là vai bạn sẽ không tốt. Cho nên bạn rất là muốn cái người diễn chung phải tốt. Mà thông thường giữa hai bạn nam nữ mà cùng đóng với nhau những cảnh nhạy cảm á, thì thường trai ngại hơn gái. Là bởi vì á, các bạn diễn viên nam sẽ sợ bị cảm giác mạo phạm, sợ và cảm giác là mình nhân tiện chuyện này mình có những cái điều không tốt với bạn diễn nữ, thành ra là các bạn sẽ ngại hơn. Nên khi mà bạn nữ mà nói là bật đèn xanh thì các bạn nam mới dám thể hiện. Thì thông thường là cái một cặp diễn đôi mà tốt á, thì sẽ đến từ bạn nữ trước. Nhưng mà Kim Thanh nghĩ là chắc là không biết là các diễn viên nữ hay là các diễn viên nam có ai có cái yêu cầu gì đó. Tại vì thông thường với những cái phim mà có những cái vấn đề như vậy á, mình phải nghiên cứu ở bạn kia điều kiện. À, anh đó phải như thế nào, sạch sẽ ra sao được kia. Tức là có những cái nó thuộc về bắt buộc á. Tức là nó có khó những cái khâu kiểu như ở vậy. Ở phía bên cặp của em á, tại vì bản thân cái nhân vật của em đã đòi hỏi rất nhiều rồi. Là cái bạn Su ở trong phim, bạn đã đòi hỏi bạn Châu rất nhiều rồi, nên thiệt ra là mấy cái đòi hỏi nó là đủ rồi. Còn bên Thái không có yêu cầu đặc biệt, tại vì hai bạn đó cũng thoải mái với nhau rồi, không có vấn đề gì hết. Họ cũng rất là muốn làm cho nó tốt thôi. Hai bạn đó cũng không có này. Tại vì nói chung á là Thanh là không có đi làm phim, cho nên Thanh không biết, cũng chỉ nghe kể chuyện. Ví dụ như có những cái đoàn phim á, có những cái cảnh đó giữa các diễn viên á, thì mình nghe câu chuyện hậu trường là à, bạn nữ là bắt là nếu mà hả đóng với tôi những cái cảnh đó thì cái diễn viên đó là ngoại hình ít nhất là phải như thế nào, và tiêu chí về sạch sẽ ra sao, rồi cái này cái kia ra sao. Tức là nó có những cái list, tại vì những cái đó nó rất là tế nhị, nhạy cảm, và nếu mà có một cái gì đó nó không đúng như cái yêu cầu của người ta thì nó mất hết mood, không, rất khó làm việc với nhau. Không, thì cũng hợp lý. Tức là nếu như mà cái diễn viên đó họ nhìn thấy cái người kia không có được như họ mong muốn thì họ yêu cầu phim này. May quá là nhiều khi
vì bạn diễn nhìn thấy bạn bên kia là cũng là đã muốn đóng rồi nên đâu có còn cần yêu cầu gì nữa. Trời ơi, vậy là dễ dàng vậy luôn á hả? Cũng dễ dàng thì cũng không hẳn dễ dàng, nhưng mà đó, ví dụ như Thanh mà được đóng với Tôn Kim Lâm, Thanh có chịu không? Không. Dễ hả? Không, em thấy các bạn rất là vì người kia, là các bạn rất là tôn trọng người diễn chung với mình. Ví dụ như là khi vừa biết là mình được chọn thì việc đầu tiên là hai bạn cùng đăng ký đi tập gym với nhau. Các bạn tìm đủ mọi cách để làm đẹp mình và làm mình hoàn hảo trong mắt người kia. Thậm chí là tìm hiểu cái mong muốn của người kia về mình như thế nào, về cả mùi hương, về tất cả mọi thứ. Rất là ăn ý. Mình thấy là riêng Khánh Vân á, thì nói chung là Jun Vũ, Khánh Vân là hai bạn cũng được biết đến nhiều. Trong ba cặp á, thì cái cặp của Khánh Vân với Việt Hưng thì có vẻ là an toàn nhất. Theo nhận định chủ quan của mình á, là do là phía diễn viên, ví dụ như bên Vân cũng có những cái yêu cầu là không được quá ở cái mức này không? Dạ, theo như em biết thì là cũng không có những cái ràng buộc như vậy. Thì hai bạn cũng là lần đầu tiên đóng những cái cảnh táo bạo như vậy cho nên, nhưng mà cái tinh thần thì là cũng rất là muốn cống hiến. Cho nên là thật ra trước khi quay thì các bạn cũng có bàn với nhau trước là tay anh để đâu, rồi xong rồi tay em để đâu, rồi xong rồi lát sau thế nào. Là các bạn có làm việc riêng trước đó, rồi xong rồi sau khi mà diễn xong cái phần đoạn đó thì nó cũng có một cái rất là dễ thương là Hưng đã chạy lên nó xin lỗi Khánh Vân nếu như mà anh có lỡ mạo phạm cái gì đấy. Xong rồi nhưng mà Hưng nó rất là lo lắng. Hưng nó đúng là như anh Tùng nói thì em thấy là Hưng nó stress hơn những cái cảnh đấy. Xong rồi Hưng có kể là quay xong về thì Khánh Vân cũng có nhắn tin an ủi Hưng là không sao đâu, anh cứ bình thường đi, chung là mình cố gắng vào cái phim. Thì cuối cùng là Khánh Vân đã an ủi Hưng. Đấy là một cái rất là dễ thương. Một trai tưởng căng thẳng hơn chị. Ai biết đâu, tại mình thường thấy phim thì đa phần là nam chủ động đúng không? Thì đó là trên phim thôi, chứ còn ngoài đời thì đó, cái tâm lý đó là mình rất là sợ làm cho cái người con gái bị tổn thương mà. Khi mà những cái thông tin về cái bộ phim được tung ra đó thì Kim Thanh thấy là dư luận cũng rất là nhiều chiều. Có vẻ như mọi người vẫn chưa tin tưởng ra lắm rằng là điện ảnh của Việt Nam có thể tạo ra những cái chemistry hoặc những cảnh như vậy tự nhiên. Và có vẻ như họ cảm thấy nếu mà làm một cái bộ phim về đề tài đó cho Việt Nam á, thì nó bị lố á. Mọi người nghĩ như thế nào? Thì mình thấy rằng là cái khán giả họ có cái suy nghĩ đó thì cũng hợp lý thôi. Tại vì từ trước tới giờ họ cũng chưa được nhìn thấy một cái phim nào mà nó làm tốt cái điều đó. Nhưng mà còn về phía mình thì mình cũng tin rằng là mình sẽ cố gắng làm cái phim này nó tốt nhất nó có thể. Và mình đương nhiên mình cũng ý thức về được cái sự lo lắng đó. Và mình cũng đã thấy những cái phim Việt Nam trước đây người ta chưa làm được cái gì. Những cái phim nước ngoài làm về đề tài này mà khán giả Việt Nam đón nhận, mình cũng học hỏi từ đó. Nhưng mà mình có bị sợ nói không? Tại đa phần cái ý kiến Kim Thanh hay nghe người ta nói ôi mấy cảnh đó phim Việt Nam làm gượng gạo, không có gì hấp dẫn. Thì nếu như mà mình sợ đó thì mình sẽ không làm được gì hết. Nói chung là mình không chỉ là chuyện làm phim trong cuộc sống của mình đúng không? Nếu như cái gì mình cũng sợ thì mình sẽ không làm được cái điều mà mình muốn làm. Còn nếu như mình có một cái niềm tin rồi thì mình chỉ sợ khi mình không có cái tự tin thôi. Mặc dù những cái bộ phim á mà về cái đề tài này á thì nó đầy rẫy khắp nơi rồi. Chính thống có, không chính thống cũng có, mà đặc biệt ví dụ như mình không lên nói đâu xa, Netflix là đầy rồi đúng không? Ngay từ rất là xưa đã có tình dục là chuyện nhỏ rồi, chứ không phải là tới bây giờ. Nhưng mà khi mà Kim Thanh trao đổi với bạn bè á, thì khi mà mọi người thấy cái thông tin này, người ta luôn tò mò là bộ phim này làm tới đâu, từ trước giờ thấy diễn viên Việt Nam đóng nhìn hung là thấy không có hấp dẫn, nhìn không có thật, nhìn là không có tự nhiên đó. Và tức là họ mặc định thiếu cái niềm tin luôn vào một cái bộ phim, cái đề tài này là họ thiếu tin tưởng vào cái tác phẩm dù nó chưa ở trình chiếu. Cái thứ hai nữa là mặc dù
đối với họ cái câu chuyện đó là nó rất là bình thường, mọi người lên các group nó bình thường hay bạn bè nói chuyện bình thường, và đó là cái câu chuyện hầu như là ai cũng phải trải qua. Nhưng mà ví dụ điện ảnh khác làm thì được, mà điện ảnh làm cái giống như là mình nói kỳ thị thì hơi quá, nhưng mà họ không muốn có những cái tác phẩm mà kiểu mà nó trần trụi quá như vậy. Tại đặc biệt là khi mà trailer tung ra thì những cái câu thoại ở trong trailer đó, thì Kim Thanh có nghe nhiều người bàn tán nói là nói chung là cái phim mà nói những cái vấn đề đó người ta không có chấp nhận á. Người ta nói là làm như vậy giống như là rủ mọi người hoặc là khuyến khích giới trẻ hư, kiểu thế đó. Thì đó là một số cái luồng mà Kim Thanh có đọc chỗ này chỗ kia đó, không biết là ý kiến của các bạn này như thế nào về hai cái luồng đó. Mình thì thấy tốt mà, nói chung là ai cũng có quyền tự do ý kiến và ai cũng có quyền đặt ra những cái vấn đề đó. Thật ra mọi người nên nói về nó nhiều hơn, nên đặt những cái câu hỏi này nhiều hơn thì nó tốt hơn. Mình nói thật ra thế hệ của Linh với Kim Thanh ngày xưa mình đâu có bao giờ dám nói về chuyện tình dục, đúng không? Giờ mình cũng đâu dám đâu. Bây giờ người ta nói hơn nhiều hơn chứ. Bây giờ người ta có thể đề cập vào những cái chuyện đó một cách thoải mái hơn. Giới trẻ bây giờ nó nói chuyện về những cái chuyện này một cách thoải mái hơn cái thế hệ trước. Bây giờ thử hỏi thật sự á, là các cái cặp đôi mà cưới nhau á, người ta có quan hệ, người ta có sống thử không? Ngày xưa á, sống thử là một cái gì đó rất là xấu xa, đúng không? Còn bây giờ mà chưa sống thử mà đã cưới á, là còn nhiều khi còn bị nghi ngờ là chắc có vấn đề gì, đúng không? Thì cái quan điểm về xã hội, về cái cuộc sống á, nó bắt đầu khác rồi. Ngày xưa đâu có được mặc đồ mà hở rúng, đúng không? Bây giờ mặc đồ hở rúng là chuyện bình thường mà, đúng không? Không, ngày xưa thì Kim Thanh thấy có một sự thay đổi. Ví dụ như là hai đứa trai đi chung, hai đứa gái đi chung thì mọi người rất an tâm. Mà bây giờ... đúng, thì có đó cũng đúng. Tự nhiên thấy hai đứa trai đi chung á, mình suy nghĩ khác. Mặc dù đôi khi đó không có gì, mình suy nghĩ khác. Cho nên mình nghĩ là xã hội thay đổi. Còn về chuyện nghi ngờ thì mình nghĩ rằng là tất cả các phim Việt Nam mà trước khi ra rạp, phim nào cũng bị nghi ngờ hết. Nghi ngờ không chuyện này, chuyện kia. Mình nói ví dụ như phim Mai của Trấn Thành đi, đúng không? Rồi mọi người cũng trước khi phim ra cũng nói là ai mà thèm xem mấy cái phim drama, phim gì kể về một bà mẹ độc thân, ai mà coi. Ai cũng nói như vậy hết. Và cuối cùng thì phim nó thu được 520 tỷ. Thành ra là khi mà người ta chưa thấy thì người ta đương nhiên người ta có quyền nghi ngờ và người ta không tin thôi. Cho đến khi mà họ được xem. Thanh muốn nghe quan điểm luôn của ba bạn á. Mà nhất là mình là vai trò đạo diễn nữa. Những cái nghi ngờ, những cái đánh giá của họ chắc chắn là nó phải tác động là trực tiếp đến mình chứ. Ok, thì để em bắt đầu. Thì em cũng đọc rồi hiểu, mà cái phản ứng của em khi em cũng cảm thấy cái chủ đề sex bây giờ nó trong cái thế giới trẻ thì đã có nhiều cái chuyện này đã xảy ra rồi. Nên đâu phải là mình muốn ủng hộ một cái kiếm tình yêu bằng cái cách nào. Ví dụ ngủ nhau trước khi cưới hoặc là sau khi cưới, mình cũng thấy không phải là một cái là tốt là một cái là xấu. Mình chỉ muốn là kể cái câu chuyện này đúng về cái tâm lý của hai cái nhân vật đó. Rồi mình không có muốn đánh giá cho những cái quyết định của họ. Thì đơn giản như vậy thôi. Em cũng suy nghĩ về cái này nhiều lắm. Tại vì em muốn đi theo con đường này nhiều. Em muốn đi luôn trên con đường này. Đây là con đường khó. Đây là con đường không mấy an toàn. Nhưng mà ngay từ khi mà em đi học á, thì ở trường kiến trúc nó đã dạy là an toàn nó là cái điều không nên á. Nó sẽ làm trì trệ tất cả mọi thứ lại. Hồi nãy chị có nói rằng là dư luận nó có nhiều chiều, nó ồn ào, đó là điều cần thiết. Vì nếu mà dư luận nó không có chiều nào hết nó mới mệt. Mình phải để cho người ta lên tiếng, để cho... Thật ra điện ảnh là gì? Điện ảnh là tiếng nói, tiếng lòng của đạo diễn, nhưng đồng thời nó là tấm gương phản chiếu cái quan điểm sống của người của thời đại. Thì nếu như cái thời đại nó lên tiếng, nghĩa là thời đại đó bắt đầu chuyển biến và mình đang đóng góp được cho thời đại, thì em nghĩ đó là điều tốt. Còn nếu mà nói gọi là có một cái tranh luận với mọi người á, thì em sẽ tranh luận như thế này. Tự nhiên vậy em ngồi không, em nói với mọi người là quân tử có thương thì đóng cọc, đừng mân mê nó, nhựa ra tay,
thì mọi người sẽ nghĩ là cái câu thơ bậy. Nhưng mà khi mà biết đó là câu được trích trong một cái bài của Hồ Xuân Hương nói về quả mít, thì mọi người sẽ thấy ồ, gì đâu bậy. Thế hóa ra là bậy hay không bậy là do cái đầu của mình. Thành ra người nào nghĩ bậy thì là người đó bậy thôi. Thành ra em nghĩ rằng là duyên dáng hay không duyên dáng, bậy hay không bậy, đầu tiên là lăng kính của mình. Có những lần em đi dạy về phong cách sống á, em chỉ cho người ta ăn mặc đẹp á, hồi còn dạy ở kiến trúc á, tự nhiên có nhiều người ngồi khóc. Sao em xuống em hỏi, thì họ đứng lên bỏ về. Ngày hôm sau họ tới họ xin lỗi em là bởi vì họ tưởng là lúc em đang chỉ cho họ ăn mặc đẹp là em đang chê họ xấu. Tức là về mặt tâm lý á, khi họ tiếp nhận thông tin á, người ta hay có cảm giác là cái điều đó nó gây hại trước. Thành ra là nếu mà mình làm nghệ sĩ là một nè, mình làm người điềm tĩnh là hai nè, thì cái việc tiếp nhận đầu tiên á là điềm tĩnh, chấp nhận cái đó. Mọi thứ nó rồi nó cũng sẽ có cái gặn đục hơi trong của nó. Còn nếu mà nói về lăng kính nghệ thuật của điện ảnh á, thì trước giờ em khi còn bé em xem phim á, xem phim Việt Nam nha, em không nói phim nước ngoài. Phim Việt Nam á, mình có Bến Không Chồng. Mình có, ngày xưa em nhớ cái phim gì mà Ngõ Đàn Bà, đúng không? Là Chuyện Tình Trong Ngõ Hẹp á. Là đề cập đến cái vấn đề này tới đâu luôn á. Mà là trước cái phim Before Sex này cũng mấy chục năm rồi. Thì làm sao mà nói là phim này gọi là ác liệt được. Phim này không hề ác liệt so với những cái đề tài đó. Nhưng mà hồi đó người ta không có biết rộng rãi như kiểu giờ. Thì ý em nói rằng là thật ra điện ảnh Việt Nam đã đề cập vấn đề về cái chiều sâu của con người trong cái vật lộn về thể xác và tinh thần đã rất lâu rồi. Và đặc biệt là quyền được làm con người của phụ nữ từ rất là lâu rồi. Thành ra nếu mà bây giờ mình im lặng á, là đầu tiên á, là mình chống lại quyền làm con người đó. Là không nên. Con người phải được là con người cái đã. Thì em nghĩ rằng là, hoặc là em vẫn nhớ hoài cái cảnh mà chị Thanh Thanh Huyền ở trong phim về Thị Màu á. Chị cố tình chỉ làm dơ cái ngực của chị, xong mà để cho cái bạn kia, bạn phải sờ vào ngực của chị. Mà lúc đó là cái ngực là căng tròn, nó rất là đẹp. Hoặc là phim Số Đỏ, cái cảnh mà Cố Hồng mà vỗ mông phành phạch. Mà cái lúc đó em còn bé luôn á, em vẫn còn nhớ luôn á. Thì rõ ràng là tất cả những điều đó điện ảnh và truyền hình Việt Nam đã làm từ rất lâu. Phim này làm sao so bằng phim Số Đỏ. Đúng, không là một góc gì với các anh chị làm phim hồi trước hết. Nếu nói về chuyện gọi là bạo á, là phim này là thua xa phim Số Đỏ ngày xưa. Nên thật ra mà hồi đó nhỏ được đâu được coi, sao lại đi coi sớm thế? Không, ủa đâu, cái đó là được dạy trong trường. Trong mà trường phim Số Đỏ chiếu là được xem trong trường không? Cấp 3 là mình được đó xem cái phim đó. Thành ra em nói là em chỉ mong khán giả bình tĩnh đón nhận thôi. Vì thật ra em thì em rất là táo bạo, rất là dữ dội. Nhưng mà anh Linh là một người rất duy mỹ. Mọi người xem em và Trịnh rồi, một người duy mỹ như vậy thì liệu có để cho phim mình nó bậy bạ không? Đấy, thì em nghĩ rằng là cái sự kết hợp này, nếu giờ mọi người chỉ nếu mà không xem hình, nghe tiếng ha, là sẽ thấy là Michael là một người khá là trong sáng trong cái lối suy nghĩ của mình. Bạn này thuộc loại ngây thơ đến ngây ngô. Em thì thành thật, cộng với một người duy mỹ. Em hơi quỷ rồi. Thì em nghĩ rằng là tất cả mọi thứ nó cộng lại nó sẽ không thể tạo ra một cái bộ phim bậy bạ được. Không, nhưng mà thoại đó, chỉ cần trailer là thấy thoại là cũng tính ra là chị không xem nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam mà với cái đề tài kiểu đó, với cái đối tượng là với nhân vật ở những cái độ tuổi như vậy, câu chuyện như vậy mà sẵn sàng thoại trên màn ảnh mà táo bạo tới vậy đâu á. Ví dụ trời ơi, nguyên hết luôn. nguyên phần quét ba là thấy là anh Linh là anh đã bớt của em rồi đó, chứ mà còn em còn bậy hơn nữa đó. Vậy đó hả? Tại vì bình thường tụi em đi nhậu tụi em nói chuyện là tới bến lắm. Nhưng mà dù gì á, khi mà cái tác phẩm này á được tung ra, cái mình dẹp qua cái chuyện là phim hay là phim dở, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái luồng tranh luận về cái việc là thoại và cảnh táo bạo trong bộ phim này nó hợp lý hay không, nó phô hay không, và nó có làm hư người trẻ hay không, nó có, mình dùng từ là
giống như khuyến khích đám trẻ này nó phải yêu cuồng sống vội hay là cứ làm cái chuyện đó rồi nó không an toàn được cái này cái kia đó. Tức là nó sẽ có rất là nhiều luồng như vậy, mà gặp lại là tác phẩm đầu tay á, mình có sẵn sàng hướng chịu cái luồng dư luận như vậy hay không? Em à, ba bạn á. Tức là cái mình chuẩn bị tinh thần để đón bão chưa đó? Em là luôn luôn sẵn sàng. Như Linh là bão lớn cũng đã ngắm rồi, thành ra thì mấy cái này nó cũng bình thường không sao. Mà thực ra phim này mình cũng có nói khuyến khích phim này á. Không, tại vì là mình chưa xem phim cho nên mình cứ tưởng tượng là nó ghê gớm lắm. Em nói chị xem phim đi, dễ thương lắm. Chị xem rồi. Dễ thương vô cùng. Em thấy nó dễ thương cực kỳ trời. Mà cái phim này nó cũng nói đó, tất cả những bạn nào có lối sống, có suy nghĩ sai lầm ở đầu phim đều nhận ra được bài học ở cuối phim. Còn nếu như mà xem xong mà các bạn vẫn không hề hiểu và vẫn nghĩ rằng là phim này khuyến khích những chuyện bậy bạ thì bạn phải đi xem lại để học được bài học đó tốt hơn cùng với nhân vật. Không được mà xem tới khi nào học được hả? Đúng rồi. Cho nên đề nghị là Kim Thanh đi xem lại phim này 10 lần. Không, cái đó thì nói chuyện ở cái góc Linh vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn là mình biết là bây giờ là diễn đàn mạng xã hội nó rất là tự do. Người ta hay ví von là mỗi tài khoản là một nhà báo rồi. Mỗi tài khoản là 10 nhà báo. Dạ, ghê vậy luôn hả? Thì ta làm nick clone á. Không, một người là 10 nhà báo, còn tài khoản là một nhà báo thôi. Thì đấy, thì mình đang muốn hỏi là ví dụ như những người mà mong manh như Duy, như Thái rồi thì sẽ như thế nào? Gặp tác phẩm đầu tay, một cái đề tài bạo liệt rồi xong rồi người ta nói, rồi từ cái đó là người ta cũng đánh giá những cái liên quan đến tay nghề hay cái gì đó. Mà cái tác phẩm đầu tay nó quan trọng lắm chứ bộ, đúng không? Cái này thì không phải tác phẩm đầu tay của Tùng rồi, đúng không? Mặc dù chiếu trước. Không, nhưng vẫn là tác phẩm đầu tay chiếu, về chiếu rạp mà. Chiếu rạp. Cũng là tác phẩm đầu tay. Đúng rồi. Em á là em luôn luôn khuyến khích là ba mẹ đi coi với con phim này á. Bạn bè em là em khuyến khích vậy á. Tại vì đặc biệt là mấy bà mẹ mà có con lớn á, đi coi để về đối thoại với nhau. Nhưng mà nó không đi với ba mẹ phim này đâu. Nhưng mà cho nên mình nghĩ chắc có khi mình cũng phải làm một cái gọi là cuộc thử thách, đúng không? Challenge, các bạn có dám mời ba mẹ đi xem phim này hay không? Các phụ huynh có dám đưa con của mình? Bởi vì nó sẽ giúp cho mọi người bắt đầu một cái cuộc nói chuyện về vấn đề này một cách nghiêm túc hơn. Nhưng mà vẫn muốn nghe cái cảm nhận, cái góc nhìn của phía Thái với Duy á. Đối với em thì cái chuyện mà làm hư người trẻ thì mình nghĩ phim hoặc là điện ảnh nó làm cho giúp người ta tự đưa ra một cái quyết định của mình, đâu phải là mình muốn làm cho họ bắt chước hay gì đó. Kiểu giống như một cái phim thriller có người giết người khác, đâu phải là cái phim đó là muốn cho người ta coi rồi bắt chước đâu. Mình phải coi nguyên cái bộ phim rồi mình phải hiểu cái thông điệp của cái câu chuyện đó là sẽ như thế nào, mình mới hiểu cái ý của cái người làm phim đó. Nên khi mà mình làm phim này thì cái thông điệp này mình thấy rất là đẹp, rất là dễ thương. Nó không phải là có một cái gì mình nhìn một cái cảnh mà mình nghĩ ai sẽ bắt chước cái cảnh này, hoặc là không có coi nguyên cái phim mà chỉ bắt chước cái này cái kia đâu, thì mình nghĩ là sẽ nghĩ như vậy. Phim này nhiều khi quay lén nhiều. Ủa nhưng mà thiệt ra là nếu như mà bắt chước cũng hay, tự nhiên cái con trai Việt Nam ai cũng muốn được làm trai thân cũng vui bộ. Thì cũng vui, tôi muốn mình đó là tùy cái người coi phải thôi. Sao không chịu học mấy cái tốt, đúng không? Đúng rồi, thầy mình nhìn một cái hình mà cái hình sex rồi mọi người nghĩ cái này là không tốt, nhưng mà có những cái nhiều hình tốt luôn. Kim Thanh không có thích mấy bạn trai thân, đúng không? Tuổi này rồi còn gì nữa, thôi mấy bé là ngắm cho vui thôi. Rồi còn với em sao Duy? Dạ em thì mà câu hỏi là gì? Câu hỏi là em có sợ bị cộng đồng mạng bị đánh giá hay không? Đánh giá. Dạ chắc cũng sợ chứ, em lần đầu làm phim mà. Nhưng mà vậy thì em cũng giữ vững cái quan điểm của em thôi, cái quan điểm sống của em thôi. Đó là cái chuyện sex nó là một phần của cuộc sống thì mình hoàn toàn có thể cởi mở và thoải mái để nói về nó. Tức là hồi xưa giờ thì cái định kiến, nhiều cái định kiến và cái văn hóa ở Việt Nam mình là nó tế nhị cái chuyện đấy. Mình không có
thích phơi bày ra hoặc là nói về nó, nhưng mà chính nó là cái thủ phạm mà làm rạn nứt rất là nhiều những cái mối quan hệ tình tình yêu rồi xong rồi gia đình hôn nhân nữa. Cho nên là khi mà một cái cá nhân, nhất là những cái bạn trẻ mà họ có một cái vốn hiểu biết rõ về cái chuyện đấy thì nó sẽ tốt hơn cho những cái mối quan hệ trong tương lai. Thì em sống thì đi theo những cái quan niệm nào mà nó khoa học hơn, nó giúp cho mình sau này có một cái tương lai nó vững chắc hơn, nó an toàn hơn. Kiến thức nó luôn luôn là cái thứ mà cần thiết, thì tại sao mình lại không trau dồi nhiều kiến thức về sex và có nhiều những cái góc độ khác nhau về sex. Thì em nghĩ đó cũng là một cái rất là ý nghĩa mà cái phim này muốn mang lại. Không biết vì sao mà ví dụ coi xong nó trời Duy ta không ngờ mày bạo vậy đó hả? Thì cũng không sao hết. Thì thật ra em tin là mọi người cho dù ở ngoài có e dè và chừng mực như thế nào thì bên trong tất cả cũng đều là những con quái vật. Nãy nói là không có tin được, nghe nói vậy thôi chứ mày đâu có cảm chất thì sao đâu. Thì chị thấy đó, Việt Nam mình á, cấm kỵ những cái chuyện đấy, hoặc là rất là phần lớn là kỳ thị những cái phim mà làm về sex, về đồ. Nhưng mà Việt Nam mình là một cái quốc gia search sex nhiều nhất ở trên Google thì nó cũng explain rất là nhiều thứ. Thì đó, nghiện nhưng mà ngại đó. Ai cũng nghiện, ai cũng muốn nói nhưng mà không, mắc cỡ sợ bị đánh giá. Thì... em cũng không nghĩ là bộ phim sẽ góp phần làm hư giới trẻ đâu, mà giới trẻ có hư thì là do tất cả những thứ khác. Đừng quy chụp hết tất cả mọi thứ cho điện ảnh. Tại thí dụ như Việt Nam mình đâu có nhiều phim về đua xe đâu, nhưng mà tại sao với giới trẻ mình vẫn đua xe trái phép? Tại Fast Furious của Mỹ đó. Ok, chịu. Nhưng mà mình đang hỏi một cách chân thật đó, là mình là đạo diễn của phim, đồ này kia dựng đồ xong hết, sắp tới ngày chiếu rồi, cho nên là chắc chắn mình cũng đã xem phim mình rồi á. Mình coi lại mình hài lòng đặc biệt là những cái phần đó không? Em nghĩ là em hài lòng đến 90%. Những cảnh đẹp của phim mà em đã làm. Tại sao 90%? Mà tại vì anh Linh không cho em thêm thời lượng. Cho nên là tại vì là đạo diễn nào cũng quay rất là nhiều, xong rồi á là bản dựng đầu tiên của em tới 1 tiếng lận, cái xong cái em đưa cho anh Linh, nó là ủa Tùng, anh cho em có 25 phút à, mình chiếu 3 tuần, một tuần một phần. Thì bây giờ đây phim này mà nó ăn khách ăn 500 tỷ thì trời, chỉ có tưởng tượng mà sẽ cắt, làm bản đặc biệt cắt từ 1 tiếng xuống 25 phút là nó kinh khủng khiếp đến cỡ nào. Cắt ruột cắt gan luôn á, mà là em im lặng để anh làm thôi. Tới giờ làm sao, ảnh là vừa là đàn anh, là vừa là thầy, vừa là nhà sản xuất của mình nữa. Thì thôi mình im lặng trong nước mắt. Nhưng mà được cái là anh rất là biết là em muốn cái gì, em thích cái gì, anh để lại hết. Thành ra là cái bản mà hiện tại, đặc biệt là cái cảnh đó à, tinh túy á, đành cảnh tinh túy á, có một cái điều rất là hạnh phúc của em á là rất là nhiều người xem thì đều ngó qua em và cho em cái dấu hiệu là cảnh đó ok. Thì em rất là vui. Thái, câu hỏi là mình có hài lòng với cái phần mình coi lại ít nhất là cái phần của mình đó. Khi mà mình coi lại cái phim thì có một cái câu nói là đạo diễn không bao giờ xong với bộ phim của họ, chỉ có người ta, nhà sản xuất lấy cái phim ra tay của mình thôi, là mình luôn luôn muốn làm tiếp, có thể nó tốt hơn. Nhưng mà đối với cái mà mình có, cái thời gian rồi cái diễn viên tất cả mọi thứ thì mình hài lòng, mình vui. Khi mà mình ngồi trong rạp mình coi người ta cười hoặc hai cái diễn viên thì mình hoàn toàn hài lòng. Còn với em thì sao Duy? Dạ em cũng rất là hài lòng với lại cái bộ phim của mình. Cái câu chuyện của mình vậy là có bị cắt nhiều không em? Dạ phim của em thì thật ra là nó cũng ngắn gọn. Câu chuyện nó, tình tiết nó đơn giản hơn phim của hai anh, cho nên là nó cũng đâu vào đấy rồi. Tức là 45 phút xuống còn 25 phút đó. Không, mà cái đó là tại vì em tham quá. Nhưng mà cái điều mà em thích nhất á, em lúc em coi xong em nói với Linh liền, cái điểm thích nhất của bộ phim này á là rất là rõ ràng ba đạo diễn. Tại vì chị là chị không biết Thái với lại Duy trước, thành ra chị cũng không có rành là các bạn làm phim cái phong cách như thế nào.
gặp là tác phẩm đầu tay thì sao biết trước đó là như thế nào. Nhưng mà Tùng là một người mình rất là quen thuộc rồi á. Mình thấy Tùng làm nhiều công việc này kia, cái phong cách này kia Tùng sao, cho nên là khi mà xem qua cái phim này, mặc dù không ai nói, tức là trước đó mình chưa biết là bạn nào đạo diễn phần nào luôn, nhưng mình xem là mình biết ngay là Tùng đạo diễn phần nào, nó rất là Tùng Leo luôn. Đó, thì tức là những ai biết Tùng thì Kim Thanh nghĩ là xem phim này cũng không cần giới thiệu là người ta cũng sẽ biết là à, Tùng làm cái phần nào ở trong cái này. Đó, còn hy vọng là khi mà cái phim nó được khán giả đón nhận rồi thì mọi người sẽ biết thêm về cái phong cách của Thái cũng như là của Duy. Còn Linh nè, là một người xem phim rất nhiều rồi, làm phim rất nhiều rồi, ở vai trò tùm lum vai trò hết. Và cái những cái cảnh đó bảo đảm là phim Linh cũng đã xem rất nhiều, rất nhiều. Thì bây giờ mình xem lại cái tác phẩm của các bạn thì mình thấy nó như thế nào? Mình thấy rất là thích, thấy có tiếc không, ví dụ như là tại sao nó không lấn tới dày hay là sao sao không? Không, mình nghĩ đây là một cái phim khá là trọn vẹn, tại vì làm cái phim này nó cũng hơi đặc biệt. Bình thường một phim thì chỉ có một đạo diễn thôi, phim này thì ba đạo diễn, nhưng mà không phải là ba đạo diễn làm riêng. Thực tế là cả ba đạo diễn là phải thường xuyên ngồi đi làm việc với nhau, đi họp với nhau, tất cả giống như là câu chuyện của người này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tập kia, rồi việc sắp xếp thứ tự là cái phim nào trước phim nào sau, tất cả những thứ đó nó đều ảnh hưởng đến nhau hết. Trên thực tế thì nếu như mà mọi người đi xem phim thì mọi người sẽ thấy phim này tuy là về ba cặp đôi khác nhau, nhưng mà nếu nhìn tổng thể thì nó kể về một mối quan hệ và ở ba giai đoạn khác nhau. Tức là một cặp thì là bắt đầu quen nhau, một cặp thì đang trong giai đoạn tìm hiểu, và một cặp thì nó đến một cái giai đoạn quen nhau một thời gian rồi. Thì mình sẽ thấy được nó là một cái mối quan hệ được chia ra những cái giai đoạn khác nhau, và mỗi cái giai đoạn thì là nó được kể qua một cái góc nhìn của một cặp đôi khác nhau. Cho nên là và ba bạn đạo diễn thì có ba cái phong cách rất là khác nhau. Và cái phim này thì lúc mà làm thì mình cũng đưa ra ba cái keyword, đó là đây phải là một phim lãng mạn, sexy và tâm lý, hài hước chứ, xin lỗi, một phim lãng mạn sexy và cũng phải rất là hài hước và cũng phải rất là tâm lý. Thì ba cái keyword này nó dàn đều trong ba cái phim, nhưng là mỗi phim thì cái keyword này nó sẽ mạnh hơn cái keyword kia. Ví dụ như có tập thì nó sẽ lãng mạn hơn, có tập thì nó sẽ sexy hơn, nhưng có tập thì nó hài hước hơn, cái tập thì nó đào sâu về tâm lý hơn. Nhưng mà mỗi tập nào nó cũng có tất cả những cái yếu tố này, và nó và vì sự khác nhau của các đạo diễn cho nên là mọi người xem mọi người sẽ thấy cái sự thú vị và đa dạng trong cái câu chuyện. Thế mình có đặt một cái KPI cụ thể nào không? KPI cụ thể nào là ý cái đó bộ là phim này nó thắng ở một cái mức nào, nó đạt được ít nhất là cái điều gì? 520 tỷ. Hả? Bao nhiêu? 520 tỷ. 520 tỷ. Trời, em bước ra khỏi phòng thu em an toàn không? Em nói đạt được ít nhất 20 tỷ. Không, thì mình làm phim mình cố gắng, phim chỉ mong là phim nó thành công vừa đủ tiền để mình có thể làm được phần 2 của nó thôi. À, là tức là mình cũng có ý định làm phần tiếp theo hả? À, mình có ý định làm phần 2, phần 3, phần 4 rồi, kịch bản cũng đã xong rồi. Vấn đề là mình không biết là khán giả sẽ đón nhận những cái câu chuyện này như thế nào. Tuy nhiên là những cái phần sau thì mình sẽ kể những cái vấn đề khác nhau. Nhiều khi nó nặng hơn. Nhưng tức là những đúng cái rồi. Câu chuyện khác nhau của những số phận khác nhau hết. Đúng rồi. Ví dụ như là mình dự định làm cái phần 2 của cái phim này là một cái phim hoàn toàn góc nhìn của từ nữ giới hết. Kịch bản cũng của các bạn nữ viết, rồi mình cũng muốn mời đạo diễn nữ làm thì nó sẽ có một cái góc nhìn. Thật ra phim này thì đạo diễn thì toàn là nam, mặc dù là cũng cố gắng, là cũng có biên kịch nữ, cũng có lắng nghe các cái bạn nữ, mời một số bạn nữ đến để mà góp ý, để cho cái phim nó không có bị thiên quá về cái góc nhìn của đàn ông về cái vấn đề này. Nhưng mà mình nghĩ rằng kể cả vậy thì cái việc làm phim này các đạo diễn cũng là nam hết,
thì nó cũng sẽ có một cái phần thiên kiến về cái góc nhìn nam giới hơn. Cho nên là nếu như mà được làm phần 2, có phim này thành công thì mình cũng muốn làm phần 2 thiên về cái góc nhìn của nữ giới. Kim Thanh nghĩ là cái chuyện thành công hay là không thành công mình dẹp qua một bên đi, nhưng mà mình có đề tài mình cứ làm thôi. Nhưng mình phải có tiền nữa. Và nhà đầu tư người ta sẽ luôn luôn nhìn vào cái, ví dụ như phim này mà nó không thành công, ta nói ủa phim đầu đâu có thành công đâu, thì làm tiếp làm gì. Thật ra nó sẽ khó khăn trong việc đi kêu gọi đầu tư hơn. Nhưng mà nếu như phim này nó thành công thì mình sẽ có cơ hội dễ dàng hơn. Thật sự rất là tiếc là cũng còn một số cái vấn đề muốn khai thác thêm, nhưng mà vì thời lượng cho nên là ngày hôm nay mạn phép là gửi lời chào tạm biệt nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh cũng như là ba đạo diễn của chúng ta, và mong các thính giả nghe từ nãy giờ cũng cảm thấy đủ hấp dẫn với những cái đề tài mà các bạn muốn chuyển tải về tình yêu của giới trẻ, quan điểm về chuyện đó như thế nào, và cái mức độ nồng cháy ra sao chẳng hạn, có những cái yếu tố nào mà chưa kể diễn viên thì nghe kể tên cũng trẻ trung xinh đẹp đó. Hy vọng là mọi người có thể là ra rạp để xem Trước Giờ Yêu ha, và cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn Kim Thanh. Cảm ơn khán giả rất nhiều.